Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023. Và xin thưa với các bác, cảm hứng làm video này nó đến từ rất nhiều câu chuyện. Đặc biệt là chúng ta thấy cái chương trình đổi mới giáo dục và sách giáo khoa đã tiêu tốn tới hơn 213.000 tỷ đồng trong vòng 8 năm, tức là từ 2015 cho tới 2022, số tiền một cái sách là cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng chúng ta lại không thấy cái hiệu quả nó chỗ nào, và bên cạnh đó thì nó vẫn còn tồn tại rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là sách giáo khoa tăng và tạo áp lực lên các giáo viên, các gia đình. Thế rồi chúng ta thấy rằng là các chương trình đổi mới thì cũng gây áp lực đến các giáo viên, và rất nhiều chứng chỉ được đưa ra và làm phiền họ. Và giáo viên bây giờ là một nghề có thể nói rằng là rất là cực khổ. Thế nên rất nhiều giáo viên đã xin bỏ nghề ở chỗ này. Thế rồi chúng ta thấy rằng là vấn nạn học thêm, rồi là đào tạo chéo, gọi là bổ sung ở các trường nhiều lắm, nhiều lắm. Tức là chúng ta thấy rằng là đổi mới, nhưng không biết rằng là đổi mới là cải tiến hay là cải lùi. Bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều người phất lên cái ngọn cờ đổi mới, cách tân, rồi vân vân. Ví dụ như là trong thời kỳ 10 năm là nhiều nhất. Từ cái việc xin thưa với các bác, đó là những quả đấm thép, đúng không ạ? Những công trình kinh khủng, rồi những quả đấm thép. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái số tiền của bị mất đi một cách rất cực kỳ khủng khiếp, không thể đong đếm nổi. Thế rồi chúng ta thấy rất nhiều những cái người ta nhân danh đổi mới trong ngành y tế, đúng không? Rồi xã hội hóa, vân vân. Thế thì thật sự cái đổi mới như thế này, tôi xin chia sẻ với các bác rằng là nó có một cái sự núp bóng ở đó hay không? Đó, chúng ta đặt câu hỏi như thế. Núp bóng đổi mới để mà trục lợi cho một số người hay không? Trước tiên thì vẫn mong các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Phải nói rằng là đổi mới là một chuyện tốt. Đổi mới tức là nó đang tồn tại những cái hạn chế. Và khi chúng ta đổi mới thì tức là chúng ta nhìn từ những cái hạn chế đó và chúng ta sửa sai. Đúng không? Chúng ta sửa sai. Và đó là công cuộc gọi là đổi mới. Và nó bắt đầu từ khoảng độ tầm cuối những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, và bắt đầu những đợt dục dịch, và sau đó đến chính thức là đến đại hội 6, tức là xin được bác, đó là năm 1986. Thì lúc này đổi mới chính thức được thông qua, và các bác có thể thấy rằng là có những cái việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tức là chúng ta chuyển từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế thị trường. Bởi vì tại sao lại đổi mới như vậy? Bởi vì chúng ta nhìn nhận rất rõ là cái nền kinh tế quan liêu bao cấp, cái thời đó, cái thời chiến, nó không phù hợp với cái thời bình nữa. Và lúc này là phải chuyển sang cái cơ chế thị trường đó. Và công cuộc đổi mới này là một công cuộc đổi mới cực kỳ thành công, cực kỳ thành công. Nó không chỉ giúp chúng ta hạn chế những cái nguy cơ giống như kiểu thằng Liên Xô hay là Đông Âu cũ, mà nó còn giúp chúng ta phát triển đến ngày hôm nay. Cho nên ấy, cái đổi mới là thậm chí là một cái từ danh từ được nó biến thành cái danh từ, và nó được đưa vào trong từ điển của Oxford, của trường đại học Oxford của nước Anh, và bên cạnh cụm từ đốt lò nữa, đó, đốt lò cũng được đưa vào. Thế thì rõ ràng đổi mới là một chuyện tốt, đúng không ạ? Thế nhưng rồi chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái người sau này họ nhân danh cái việc mà đổi mới, họ giống như kiểu bắt theo trend ấy. Chúng ta gọi giống như kiểu thanh niên bây giờ gọi là bắt theo trend, nhân danh cái việc đổi mới để họ phất lên những ngọn cờ, đành rằng có những cái tồn tại ở trong đó, ví dụ các công ty nhà nước, tập đoàn nhà nước, vân vân. Thế rồi họ sáp nhập lại và họ biến thành những cái quả đấm thép, quả đấm thép, và rồi những quả đấm thép này thì chẳng thấy đâu. Thế nhưng cuối cùng người dân phải bỏ ra đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu tỷ đồng để mà bù lỗ cho những cái quả đấm thép như thế. Thế rồi chúng ta thấy rằng là cũng phất lên cái ngọn cờ về giáo dục, để rồi cũng đổi mới giáo dục. Vì người ta cũng thấy rằng là bây giờ đất nước phát triển rồi, chúng ta cũng gọi rằng là lạc hậu với cả những cái nội dung sách giáo khoa ngày trước rồi, cho nên là người ta cũng yêu cầu nhiều hơn về giáo dục rồi.
cho nên là phải đổi mới. Thế nhưng mà đổi mới tiêu tốn rất nhiều tiền. Trong 8 năm chúng ta thấy đổi mới giáo dục và sách giáo khoa đã tiêu tốn tới 213.000 tỷ đồng. Thế nhưng cuối cùng kết quả chúng ta thấy rằng là càng kinh khủng khiếp. Thế thì vấn đề nó ở đâu? Thì tôi xin chia sẻ với các bác rằng là nó núp ở trong cái cụm từ nghĩa của đổi mới, của cách tân, hay rằng là của một cái chủ trương tốt, thì nó núp ở trong đó, nó núp bóng ở đó. Nhưng đến khi thực hiện thì nó thành một cái thứ nó ngược lại. Tôi lấy ví dụ này, các công ty tập đoàn nhà nước ấy, nhà nước chỉ làm những cái việc thứ nhất rằng là tư nhân không muốn làm đó. Thế thì ảnh hưởng đến cơ quan an ninh quốc gia thì tư nhân không được phép làm rồi. Thế nhưng mà nhà nước chỉ làm những cái lĩnh vực mà tư nhân không muốn làm, tức là cái lợi nhuận nó quá thấp và vốn đầu tư nó quá cao, thì ở chỗ này hoặc là không thể làm là vấn đề về an ninh. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là bằng cách là lập những tổng công ty tập đoàn, bằng cách là lập công tổng công ty tập đoàn, những quả đấm thép, thì gần như đi ngược lại với thị trường. Thị trường là giống như anh là trọng tài, anh thiết lập ra các luật chơi và tất cả mọi thứ là luật chơi nó công bằng ở trong đó. Ai cũng như ai, ông A cũng như ông B cũng như ông C. Việc mà lập ra những cái quả đấm thép như thế thì nó làm bị lệch cái quỹ đạo của thị trường đi. Như vậy là chúng ta đã không đúng với cả cái cơ chế thị trường, đúng không ạ? Đi ngược lại với cơ chế thị trường. Không giống như rằng là cái việc sách giáo khoa cũng thế. Sách giáo khoa nếu mà để thả nổi thì đây là một cái miếng bánh vô cùng béo bở. Có ai vỗ ngực ở trên đời này, một gia đình nào ra vỗ ngực trên đời này rằng là không mua sách giáo khoa không? Không chứ, đúng không ạ? Tức là hàng triệu gia đình ở Việt Nam là khách hàng bắt buộc đối với sách giáo khoa. Vậy thì nếu chúng ta thị trường hóa vân vân chỗ này thì lập tức rằng là giá sách sẽ tăng cao. Các chiêu trò marketing từ cái việc mà tăng cái tần suất mua hàng thông qua cái việc mà người chị thì không giành được, nghĩa là người em thì không dùng được sách của người chị đó, rồi bán chéo sản phẩm, tức là sách giáo khoa để kèm theo cả những cái sách tham khảo, sách bài tập vân vân, thì để tăng cái doanh số lên. Mục đích của chúng thì vẫn là tăng cái doanh số lên. Thế như vậy là cái ngành đáng nhẽ là mang cái tính chính trị, mang cái tính phúc lợi, thì nó lại biến thành một cái ngược lại, đúng không? Thế cho nên ấy, tại sao mà người dân khổ thì vẫn cứ khổ như thế, còn hàng trăm ngàn tỷ đồng được tiêu ra nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chưa thấy hiệu quả ở đâu. Rồi các giáo viên thì phải học hết cái nọ, học hết cái kia, các chứng chỉ nọ, chứng chỉ kia để giành chuẩn trong cái việc mà đào tạo tổng lớp giáo viên. Thế rồi cuối cùng họ cảm thấy rằng là cái đồng lương cũng với cả là những cái công việc nó không được ấy lắm, thì họ lại lũ lượt là xin nghỉ việc đó. Nó tạo một cái sự nó rất là bi kịch, và tôi không hiểu được rằng là cái việc mà các vị là núp bóng cái đổi mới để rồi cuối cùng đưa ra một hệ lụy vô cùng khủng khiếp như thế, mà thật sự là rất là đáng buồn. Đáng nhẽ khi người ta nhận thấy cái vấn đề thì người ta phải giải quyết đúng cái vấn đề đó. Cái vấn đề là khi mà đi thực thi đổi mới được cái chủ trương, nghĩa là người ta nhận được cái vấn đề rồi, người ta thấy rằng là cần phải sửa và giao cho một bên để sửa, ra một số người, một số cơ quan tổ chức để sửa, thì những người này lại tổ chức những cái đi rất là lòng vòng. Thay vì đi thẳng đến trực tiếp vấn đề thì họ lại đi một cách cực kỳ lòng vòng. Tôi lấy ví dụ trước đây để cho các công ty tập đoàn nhà nước, thì tự dưng đáng nhẽ anh làm về tàu anh chỉ làm về tàu thôi, anh làm về điện anh chỉ làm về điện thôi. Thế rồi cuối cùng họ cho kinh doanh đa ngành, rồi cuối cùng là số tiền nó bị lãng phí. Đến EVN tập đoàn điện lực cũng làm thêm cả cái mảng, nó gọi rằng là mảng gọi là cái mảng viễn thông di động. Thế rồi các tập đoàn khác cũng làm thêm cả mảng bất động sản, làm thêm mảng ngân hàng, để rồi cuối cùng tất cả thứ đó nó bị náo loạn. Và những cái nguồn vốn đó thay vì đúng vào cái chuyên ngành của mình, ví dụ làm tàu thủy tập trung vào tàu thủy, làm cái nọ thì gọi là dầu khí thì tập trung vào dầu khí, thì lúc này lại biến thành cả ngân hàng rồi cả công ty tài chính vân vân, tất cả mọi thứ cuối cùng nó bị lãng phí một cách khủng khiếp. Và đặc biệt nó giảm đi cái sức cạnh tranh của nền kinh tế, giảm đi cái sức cạnh tranh của các công ty đó và giảm đi cái sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thì giáo dục ở đây cũng thế, xin thưa với các bác, thay vì cái việc mà trực tiếp để mà đổi mới cái cốt lõi nhất là cái sách giáo khoa, thì ở đây họ vẽ ra đủ thứ để mà có thể là chi tiêu tiền ở đó. Tổ chức một lớp tập huấn, tổ chức một cái chứng chỉ thì giáo viên cũng phải bỏ tiền mà mua, cũng chỉ hỗ trợ phần nào thôi. Thế rồi sách giáo khoa rồi rằng là in khổ to giấy đẹp, để cuối cùng
thành ra một cái miếng béo bở. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng là khi thực thi thì nó rất là lòng vòng và nhiều khi nó không đúng với cả cái bản chất. Và giải pháp là gì? Giải pháp là để được nhân dân lên tiếng, là để cho mọi người lên tiếng, để từ đó chúng ta giám sát cái chỗ này. Đây cũng là một chủ trương rất đúng đắn, nhưng mà cái chỗ này thì thực tế ở bên dưới hình như là họ quên mất. Tức là những người quản lý những cái tiếng nói của người dân, ví dụ như là Bộ Thông tin và Truyền thông, ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là Mặt trận Tổ quốc, thì đến cái việc mà cái khung pháp lý để mà cho người dân có tiếng nói thì đến bây giờ vẫn chưa được. Và thậm chí những người mà cất lên tiếng nói như thế, như bọn tôi ở đây, rất dễ là bị chụp một cái mũ, đó là chống phá, rồi là phản động nọ kia vân vân. Nếu như chúng ta không lên tiếng thì lập tức rằng là có rất nhiều ngàn tỷ, chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ sẽ bị vứt qua cửa sổ, và đó đều là tiền xương, tiền máu của người dân. Một trong những cái ví dụ mà tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả của việc giám sát thì nó ngay ở trong cái thời gian này. Vừa rồi thì người ta đã phải dừng cái việc là quấn cái cỏ nhựa vào những cái cây cột điện. Nếu không có cái sự lên tiếng của nhiều người, mà hoặc là người ta như đợt trước là không dám lên tiếng, mà lên tiếng là bị chụp cho cái mũ phản động, chụp cho một cái mũ chống phá, thì bây giờ khéo rằng là hàng trăm ngàn và thậm chí hàng triệu cây cột điện đã được quấn cái cỏ nhựa đó. Nó vừa xấu mỹ quan và nó không chặn được tận gốc cái mục đích là quảng cáo, là chặn được cái quảng cáo ra vặt ở trên đó. Đúng không? Thế thì nếu như không có tiếng nói thì bây giờ là thậm chí hàng ngàn tỷ có thể đã được chi ra. Nhưng bởi vì có tiếng nói, có sự vào cuộc của người dân thì lúc này họ đã phải thấy rằng là người ta nói đúng ấy chứ. Đúng ấy chứ. Đúng không? Cho nên rằng là phải phải dừng ngay cái đó lại. Cũng giống như cái kiểu rằng là yêu cầu các chung cư mini là phải cho hết tất cả những cái xe máy, xe điện đi chỗ khác. Thực ra nó chuyển từ chỗ này đến chỗ kia nó vẫn gây nguy hiểm mà. Đâu nó vấn đề nó đâu phải là giải quyết ở chỗ chung cư mini đâu. Vấn đề nó đâu phải để ở đó đâu. Và thậm chí họ có nghĩ rằng là nếu mà bỏ đi thì để xe máy đi ra chỗ khác thì có chỗ nào để mà để. Đúng không ạ? Đó. Nhưng cuối cùng lại làm nói là đây là chủ trương mà khuyến khích thôi chứ không phải bắt buộc. Và cuối cùng hôm qua hôm kia trên một số diễn đàn người ta than trời lên vì rằng là không tìm được chỗ để, có người đi đến 12 đến 1 giờ sáng về vẫn không tìm ra đâu là được cái chỗ để gửi xe máy ở ngoài. Nó đáng buồn một cách kinh khủng. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là cái này nếu có sự giám sát của người dân, có sự lên tiếng của người dân thì các anh chị không thể nào mà làm sai lệch nữa. Người ta sẽ nhìn ra được bên trong cái động cơ đó. Động cơ đó nó là cái gì? Đúng không? Và người ta sẽ đặt ra những câu hỏi mà đáng những anh chị phải trả lời cho nó đàng hoàng. Đúng không? Cho nên ấy, tại sao mà họ rất sợ những cái tiếng nói? Bởi vì là khi nói lên cái thì họ bị lộ cái tâm địa đen tối ở trong mình ra. Và cuối cùng họ chỉ thích rằng là tất cả ngồi im như những con gà. Rồi chỉ biết cục ta cục tác. Đúng không? Và lúc cần thì họ có thể làm thịt bất cứ lúc nào. Đó. Không được, không được nói. Đó là cái căn bản, là cái mấu chốt của giặc nội xâm. Là nó luôn luôn, nó muốn như vậy. Trong câu chuyện này thì thật sự họ núp bóng đổi mới và họ họ nhân danh những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà cách thực hiện thật sự chúng ta gọi rằng là những pha xử lý cồng kềnh và không thể hiểu được rằng là tại sao họ lại xử lý thế. Tôi không tin là họ dốt. Giống như là tôi không tin rằng là những cái anh như kiểu là Tô Anh Dũng hay rằng là những anh Chu Ngọc Anh là anh kém hiểu biết pháp luật đâu. Tôi không tin. Đến cái tầm đó rồi thì chắc chắn là họ hiểu biết pháp luật và hiểu biết rất nhiều. Thế nhưng họ vẫn ngây thơ, họ nói rằng là do nhận thức có hạn. Tôi cho rằng không phải như thế. Lên tầm như thế rồi chắc chắn họ có. Nhưng cái động cơ nào để họ làm thì mới là vấn đề. Cũng giống như cái ngành điện cũng thế thôi. Đúng không? Ngành điện cũng thế thôi. Thế cho nên ấy, chúng ta rất cần tạo ra một cái khung pháp lý để mà người dân được lên tiếng, chứ không để các anh kia tự tung tự tác là kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị thiệt hại. Đúng không ạ? Đôi điều chia sẻ các bác như vậy để các bác thấy rằng là trong công cuộc đốt lò thì một trong những công tác thể chế, tức là không để cho anh làm sai được, không để cho anh làm sai được, nghĩa là phải kín như bưng để mà nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế, thì một trong biện pháp hữu hiệu nhất là phải tạo ra cái khung pháp lý để người dân được quyền lên tiếng.
được quyền lên tiếng. Cũng giống như một vị lãnh đạo đó từng nói, khi một số người khác nói rằng là trên mạng bây giờ người ta chửi kinh hoàng, người ta chửi từ trên xuống dưới, người ta chửi từ trong ra ngoài, thì một vị lãnh đạo đã từng lên tiếng mà nói những cái câu như thế này đó. Thế thì người ta chửi có oan không? Thay vì anh chê bai người ta rằng người ta chửi suốt ngày là mất an ninh trật tự, chửi các lãnh đạo rồi chửi nó kia vân vân, thì vị lãnh đạo này đứng lên nói rằng là thế người ta chửi có oan không đó. Ba vế đấy. Một là đầu tiên người ta chửi có oan không, thế nếu không oan thì anh có sửa không đó. Tức là anh có sửa không? Và nếu mà vẫn không sửa thì người ta còn chửi đến người con người cháu, người ta còn viết thành kịch thành phim, chứ không phải là đơn giản nó chỉ không như thế. Thì đó là cái đấy mà các vị phải nhận thức được rằng là trong cuộc này phải có được cái khung của người dân. Thì ở đây chúng ta thấy cái cần làm nhất là cái khung để cho người dân lên tiếng phải rõ ràng, để cho người dân biết rằng cái điểm nào, cái ranh giới nào để mà không vượt qua, chứ không phải là một cách mông lung, một cách là hạn chế tiếng nói như là livestream hay là vân vân, làm phóng sự, làm điều tra, làm phỏng vấn thì phải xin phép, hoặc là cho họ một tội là lợi dụng cái quyền trên mạng xã hội để mà làm phóng sự, làm điều tra, làm xin phép. Thế thì rõ ràng đó là bước cải lùi về mặt dân chủ, đi ngược lại với ý chí của Đảng và Bác Hồ, chứ không phải là một cái gọi rằng là giúp dân giúp nước đâu. Đó. Và vi phạm nghiêm trọng cái khẩu quyết thứ hai của Bác Trọng, đó chính là cái phần không thể tham nhũng. Đó. Đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.